Chào mừng toàn thể các quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Thắng Audio. Thắng Audio bên em hàng ngày đưa ra rất là nhiều các cái sản phẩm combo hoặc riêng lẻ để cho anh em lựa chọn, rất là chất. Hôm nay nhà em về có cả loa Mỹ, loa Đan Mạch, loa Nhật, và trước mắt các bác là một đôi loa sạc Queen Vega, đôi E310, rất là chất. Sở hữu một bát 25, một con chung và một con tép, chiều cao khoảng tầm hơn 80 cm và ngang khoảng 33-34, và sâu thì khoảng gần 30 cm, dáng thùng cũng thoải sang cây. Đời E310 thì các bác nghe tiếng rất là chất. Chút em sẽ thử nhà cho các bác phối cùng với cả con Marang 54. Một bộ của các bác thì chưa đến 20 triệu, ngoài 10 triệu, nhưng mà tiếng nó rất là chất, và combo em ghép cho các bác thì rất là chất và hay, tầm tiền, ngon, bổ, rẻ, rất là hợp với tất cả nhiều các bác. Các bác có nhu cầu sở hữu một bộ combo hoặc riêng một đôi sạc Queen Vega của Mỹ E310, alo cho em theo số 098 369 8887. Các bác có thể chụp lại màn hình số nhà 67 ngõ 225 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, và em đang phối ghép cùng con Marang 54DF, 54D và 54DF. Đây, em đã cắm sẵn rồi. Và xin mời các bác thưởng thức âm nhạc của Marang 54DF và loa Mỹ sạc Queen Vega 310. Chủ yếu em lấy nguồn nhạc ở trên máy vi tính xuống. Và em xin mời các bác nhé. Này là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ của em hồng chờ. Này là bánh trưng mẹ ra tự tay gói gửi cho con. Này hậu phương thương mẹ, mùi độc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương hồng trường. Nhìn cặp bánh trưng mà lâu ngồi thương mẹ già xa, mặc vào
các bạn có thể thưởng thức âm nhạc, cái âm thanh của nó rất là ngọt ngào và tuyệt vời. Các bác có tai phone đeo vào nghe thì nó còn chất hơn rất nhiều. Các bác có nhu cầu sở hữu thì alo cho em. Cảm ơn các bác.